Phan Việt Nguyên xin kính chào tất cả mọi người. Bây giờ là đầu mùa mưa rồi, đây là thời điểm thích hợp nhất để mình xuống cây giống bằng tây. Hôm nay mời mọi người cùng Phan Việt Nguyên đi tham khảo quy trình xuống giống nhé. Xin mời. Việc đầu tiên các bạn cần làm đó là tưới ẩm đất trồng. Bởi vì lâu ngày nắng nóng, đất của mình nó rất là héo nước luôn Nên các bạn phải dành 3-4 ngày để mình tưới Tưới một ngày 2 lần và tưới thiệt là đẫm luôn để mà khi cây măng tây nó xuống nó dễ thích nghi hơn đó mọi người thấy có hệ thống tưới thích chưa tại vì mình cũng gặp một số trường hợp đó là có giống rồi nhưng mà hệ thống tưới chưa có lắp kịp mà vẫn xuống giống bởi ỷ y trời mưa á nhưng mà đâu biết được đâu thời tiết đầu mùa nó thất thường dữ lắm không phải là ngày nào nó cũng mưa do đó là thiệt hại nhiều cho nên là cứ đúng quy trình mà mình làm thôi lúc đó là mình yên tâm mà mình tự tin dữ lắm ha đây là công cuộc di chuyển cây giống từ vườn ươm sang farm à tí nữa mình cho mọi người xem cái cách mà xếp cây giống luôn nha mình là sử dụng xe cạn luôn á không cần phải xài đến siêu xe đâu nhưng mà vẫn ổn đó mình xếp thành nhiều lớp như vậy nè mọi người xếp chồng lên nhau nhưng mà xếp so le nha để nó không bị đè cái cái cây á đó mình xếp như vậy á rất là chặt tay thì nó sẽ không bị rung rinh khi mà di chuyển cho nên mọi người cứ tự tin nha trước khi trồng thì mình sẽ tạo hố đây là đội ngũ cuốc lỗ nè các bạn thấy không không cần đo gì hết cuốc rất là chuẩn đẹp biết vì sao không bởi vì cuốc cả ta rồi mọi người nên là không đều là cũng lạ lắm mà nha Cây cách cây 50cm Về quy cách của luống cũng như những thông số Mình đã chia sẻ trong video là hướng dẫn lên luống băng tay rồi á mọi người Mọi người có thể truy cập vào youtube fan Việt Nguyên và xem lại nha Việc tiếp theo là mình phải di chuyển cây giống ra ngoài luống nếu mình phải phân chia công việc như vậy á mọi người thì nó mới chạy nhanh được. Mỗi người một khâu. Và cái khâu mà quan trọng nhất cũng chiếm nhiều thời gian nhất đó là xuống giống măng tây. Làm việc này thì đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ bởi vì cái bầu ươm nó rất là mềm. Nếu mà mình mạnh tay quá nó sẽ bị vỡ ra mất. Rồi còn phải đúng kỹ thuật nữa. Cho nên cái khâu này là luôn luôn có kỹ thuật quan sát và hướng dẫn tận nơi luôn Khi các bạn trồng sâu quá thì măng của mình vẫn phát triển bình thường Vẫn cho măng to nhưng mà tốc độ phát triển nó chậm còn khi trồng cao quá thì sao? Hiện tượng gì xảy ra? Đó là dễ bị hở gốc á Vì cây măng của mình có xu hướng trồi lên Khi mà nó đã hở gốc rồi Nó mọc rất là nhanh nhưng mà mầm nào mầm nấy như cái quay tâm thôi không có đạt tiêu chuẩn Nói chung là làm sao độ sâu của hố trồng á, ngang bằng với độ dài của bầu ươm là được nha Xuống giống xong xuôi hết rồi chúng ta cứ tưới một ngày hai lần thôi Duy trì cái độ ẩm cho nó Và thời gian này thì mình chưa cần bón phân gì hết nha Để cây nó thích nghi cái đã khoảng một tuần sau thì nó mới bắt đầu thích nghi và đâm chồi mới á mọi người như vậy là xong quy trình xuống giống rồi phan việt nguyên kính chúc cho bà con nông dân có một mùa mới bội thu nha xin chào và hẹn gặp lại